Quý vị và các bạn thân mến, là phụ nữ chắc hẳn ai cũng mong muốn mình có được một làn da đẹp để có thể tự tin hơn trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên khi bước sang tuổi 30 thì những dấu hiệu của lão hóa da bắt đầu xuất hiện. Bạn sẽ gặp những vết chân chim ở khóe mắt, khóe miệng hay là những vết tàn nhang nám má làm bạn kém xinh và thiếu tự tin. Vậy bản chất của lão hóa da là gì? Da là tổ chức khá phức tạp gồm 3 lớp, biểu bì, trung bì và hạ bì. Trong đó da mặt là vùng da rất nhạy cảm. Nó không những thể hiện thẩm mỹ mà còn chịu tác động của các yếu tố môi trường như nhiệt độ, bức xạ, vi khuẩn, bụi bẩn. Những yếu tố này hàng ngày, hàng giờ làm tổn hại đến làn da của bạn. Lão hóa da là sự mất dần các sợi collagen và elastin khiến da giảm sự đàn hồi, căng mịn, bắt đầu xuất hiện nếp nhăn. Đồng thời hình thành sắc tố melanin ở lớp biểu bì là nguyên nhân gây nám và tàn nhang. Đây là khoảng thời gian cần có một chế độ chăm sóc da thích hợp để làm chậm và giảm các dấu hiệu lão hóa. Từ xa xưa, y học cổ truyền phương Đông đã biết dùng tới nho thai kiều trong việc làm đẹp và tăng cường sức khỏe. Ở phương Tây thì nho thai kiều được coi là bí quyết để tôn lên vẻ đẹp rạng ngời quý phái của các nữ hoàng. Ngày nay, bằng sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, con người đã nghiên cứu và chứng minh được trong nho thai kiều chứa rất nhiều dưỡng chất có tác dụng làm đẹp da và chống lão hóa. Đó là lý do tại sao các sản phẩm nho thai kiều luôn được ưu tiên lựa chọn và là một hướng sử dụng mới để cải thiện làn da khỏe, săn chắc và giảm các tác động của lão hóa. Sự tin tưởng đó ắt hẳn phải có nguyên nhân của nó. Theo các nghiên cứu khoa học, nho thai cừu có chứa nhiều chất protein, enzyme, axit amin, vitamin, khoáng chất và các yếu tố sinh trưởng tế bào như EGF, FGF. Yếu tố sinh trưởng tế bào biểu bì EGF có tác dụng thúc đẩy sự trao đổi chất và chu kỳ thay da. Nó thúc đẩy sự di chuyển sắc tố melanin lên phía trên lớp biểu bì và loại bỏ nó, giúp làm mờ vết nám, tàn nhang và làm trắng da. Yếu tố tăng trưởng nguyên bào sợi FGF, nó kích hoạt sự tăng trưởng của tế bào nguyên bào sợi, giúp tái tạo collagen và elastin tự nhiên. Từ đó làm tăng tính đàn hồi cho da, giúp làm mờ nếp nhăn, làm căng da, cải thiện tình trạng da chảy xệ. Ngoài ra, các thành phần trong nho thai cừu còn có tác dụng tăng cường hệ thống miễn dịch, chống lão hóa, cải thiện triệu chứng rối loạn kinh nguyệt, những rối loạn ở phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh. Từ những phân tích trên thì có thể thấy nho thai kiều quả là một biện pháp tuyệt vời cho làn da phụ nữ. Ngày hôm nay, Khánh Ly xin giới thiệu tới các bạn một sản phẩm làm đẹp được bào chế từ tinh chất nho thai kiều, đó chính là viên nho thai kiều Chamlux. Đây là một sản phẩm được sản xuất theo công nghệ của Herbland Australia. Chamlux là sản phẩm chứa tinh chất nho thai cừu được chiết xuất bằng công nghệ đông khô nên giữ được trọn vẹn các thành phần quý giá của nho thai cừu tươi, đồng thời kết hợp với các hoạt chất chống lão hóa từ thiên nhiên như dầu hạt nho, dầu hoa anh thảo, coenzyme Q10 cùng các dưỡng chất cung cấp vitamin và khoáng chất. Chamlux giúp trẻ hóa làn da từ sâu bên trong cơ thể, giúp giảm nếp nhăn, hỗ trợ điều trị nám và tàn nhang mà không chứa yếu tố hormone, đem lại cho phụ nữ làn da căng, trắng mịn và tràn đầy xuân sắc. Nho thai cừu Chamlux không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chamlux được sản xuất theo công nghệ Herbland Australia và được phân phối bởi công ty cổ phần dược phẩm Việt Đức. Địa chỉ Lô B10, D6, khu đô thị Cầu Giấy, Hà Nội. Hotline 1900 6436. Đặc biệt khi mua sản phẩm nho thai cừu Chamlux, quý vị và các bạn sẽ được tặng ngay một áo thun xinh xắn. Quý vị và các bạn thân mến, khi bước sang tuổi 30, lão hóa da sẽ ngày càng nhiều. Bạn nên dùng ngay viên nho thai kiều Chamlux để phòng và hạn chế sự lão hóa da, để làn da luôn mịn màng, đầy sức sống như tuổi đôi mươi. Hãy gọi đến số điện thoại của TV Shopping 0462 858585 hoặc 0902200999, hay đến với các hiệu thuốc trên toàn quốc để có được bí quyết làm đẹp da từ Chamlux. Chamlux, kiêu sa, làn da không tuổi.